Đối với nhiều bộ môn cũng như vận động viên, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không chỉ đến quá trình tập luyện mà còn là phong độ do không có nhiều giải đấu được diễn ra để thi đấu cọ sát. Nhưng với riêng cá nhân vận động viên Lê Thanh Tùng môn thể dục dụng cụ, ảnh hưởng của đại dịch cùng với việc Olympic Tokyo 2020 chính thức hoãn lại một năm thì đây lại là một lợi thế. Olympic bị hoãn là một điều tốt cho riêng bản thân em vì em cần phải có thêm thời gian để tăng độ khó của hai động tác nhảy. Và việc Olympic dời vào năm sau là một lợi thế để em có thêm thời gian luyện tập và chỉnh chu hơn ở các nội dung khác. Sau khi biết Olympic Tokyo đã chuyển sang năm 2021 và chúng tôi có còn một năm để chuẩn bị, vì thế cũng như là kế hoạch và giáo án huấn luyện chúng tôi có sự điều chỉnh. Điều chỉnh về tâm lý cho vận động viên, điều chỉnh về kế hoạch huấn luyện và đổi lại giáo án để chúng tôi tập trung vào vấn đề cơ bản nhiều hơn. Và bên cạnh đó sẽ điều chỉnh về tư thế cũng như là một số cái khuyết điểm của vận động viên Lê Thanh Tùng. Mà tôi hy vọng rằng trong thời gian một năm chuẩn bị như thế cũng là một cái lợi thế. Đó là một lợi thế để làm sao để chúng tôi có đủ thời gian để hoàn chỉnh kỹ thuật, hoàn chỉnh động tác của vận động viên Lê Thanh Tùng một cách tốt nhất. Sẽ cố gắng làm sao cho nó khủng khiếp hơn nữa, là sẽ cố gắng cùng thầy Sang nỗ lực hơn và tăng hai độ khó ở môn sở trường và cố gắng đạt được huy chương ở Olympic Tokyo. Sau khi Olympic Tokyo 2020 hoãn lại, thì Lê Thanh Tùng sẽ có rất nhiều mục tiêu phải thực hiện trong năm 2021. Không chỉ cạnh tranh tấm huy chương ở đấu trường hàng đầu thế giới, vận động viên này còn phải hướng đến việc đòi lại vị trí số 1 ở SEA Games 31 trên sân nhà sau những thất bại đáng tiếc tại giải đấu diễn ra trên đất Philippines vào năm 2019. Để chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu chinh phục của Lê Thanh Tùng, lãnh đạo ngành thể thao đã quyết định bổ sung cho anh một chuyên gia khủng, đó là ông Cho Sung Dong. Sự có mặt của vị chuyên gia này được kỳ vọng sẽ giúp cho vận động viên từng giành huy chương vàng cúp thể dục dụng cụ thế giới sớm tìm lại phong độ đỉnh cao của mình.